Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 10 tháng 1, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời cho rằng đây là dự án luật lớn, tổng hợp nhiều chính sách quan trọng thuộc các lĩnh vực khác nhau. Việc xem xét cho ý kiến và thông qua dự án luật thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính phủ và sự chủ động, năng động của Quốc hội đảm bảo tính kịp thời, tinh thần đồng hành với chính phủ để tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn về thể chế, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển vì lợi ích của đất nước, đáp ứng sự mong mỏi của doanh nghiệp và người dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Trong phiên họp chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.